Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn sóng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại một video nữa của Thiền Vũ Audio. Và trong lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một cái sản phẩm của Bose, đó chính là con Home Speaker 300. Đó là một sản phẩm loa dành cho gia đình, không phải loa di động. Thế nên hôm nay mình lại mang đến cho các bạn hai sản phẩm nữa của Bose, đó chính là Soundlink Mini 2 và Revo Plus. Ngay bây giờ trong video này chúng ta cùng nhau khám phá hai sản phẩm này nhé. Và một số điểm tổng quát mà chúng ta phải nói đến hai sản phẩm này, đó chính là về cái thời gian ra mắt của nó thì cũng khá lâu rồi, là khoảng tầm cách đây 3-4 năm. Tuy nhiên cho thời điểm hiện tại, Bose vẫn bán hai mẫu này rất rộng rãi tại thị trường Việt Nam cũng như thế giới. Lý do là bởi vì đây là hai sản phẩm có lẽ là nó khá là tốt, chính vì vậy thì hãng họ vẫn chưa đưa ra những cái phiên bản nâng cấp hay cải tiến hơn. Sản phẩm này có mức giá tại Thiên Vũ Audio là hơn 5 triệu đồng, và sản phẩm này có mức giá là hơn 8,5 triệu đồng, tức là thuộc cái tầm loa di động cao cấp rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với từng phần thể hiện cái độ cao cấp của nó. Đầu tiên phải nói đến thiết kế, có lẽ thì mình sẽ đi đến từng lần lượt từng chiếc loa một cho các bạn có thể nắm được kỹ hơn. Chúng ta sẽ nói về chiếc Bose Soundlink Mini 2 trước. Đây là một sản phẩm có thể nói gần như là thiết kế nguyên khối và hầu hết các bộ phận được làm hoàn toàn bằng kim loại. Ngay từ lớp vỏ các bạn thì thấy rồi, nó được làm bằng kim loại nhôm với cái bề mặt rất là cứng cáp, cũng như là sờ vào nó có cảm giác gì đó rất là cao cấp và cực kỳ đậm chất kim loại luôn, chứ không như một số loa trên thị trường bây giờ, loa di động sờ vào cảm giác rất là rẻ tiền và không hề cao cấp một chút nào. Cái độ cao cấp của sản phẩm này nó thể hiện ngay ở cả cái phần cân nặng. Mặc dù các bạn nhìn nó nhỏ gọn thế này thôi, nhưng cái trọng lượng của nó khi mà cầm vào tay tương đối là đầm. Một số điểm đặc biệt ở trên thiết kế chúng ta phải nói đến, ví dụ như hai phần màng loa ở phía trước và sau này, phần trước có chữ Bose để làm điểm nhấn, khẳng định thương hiệu hãng này. Và bên trên thì các bạn sẽ có bộ phận gọi là các nút. Về các nút thì nó cũng khá giống với sản phẩm Bose có loa di động khác. Đó chính là nó có nút bật tắt nguồn này, nút tăng giảm volume này, nút đa chức năng ở giữa này, và cuối cùng là nút kết nối Bluetooth ở phần ngoài cùng. Và tiện để nói về phần kết nối thì chúng ta sẽ có hai kiểu kết nối trên sản phẩm này. Thứ nhất là Bluetooth, thứ hai là kết nối thông qua jack 3.5. Các bạn có thể thấy nó có một cái cổng micro USB ở đây nữa. Tuy nhiên thì cổng này để sử dụng mà chỉ có thể sạc được mà thôi, chứ không thể nào sử dụng kết nối USB. Tí nữa mình sẽ nói ở con Soundlink Revo Plus và con Soundlink Revo thường. Ngoài ra thì một điểm đặc biệt nữa phần thiết kế sản phẩm này, đó chính là ở phía bên dưới các bạn sẽ có một phần gọi là chấu để kết nối với cái dock mà hãng tặng kèm này. Khi bạn mua sản phẩm này được tặng kèm cái dock luôn. Và các bạn nếu mà kết nối cái dock này với cả nguồn điện thì lúc sạc các bạn chỉ cần đặt lên như thế này là chiếc loa của chúng ta sẽ tự động sạc, giống như kiểu là các bạn sử dụng sạc các thiết bị điện thoại không dây ấy. Nhưng mà cái này thì chỉ là kiểu vẫn có kiểu kết nối thông qua như thế này. Nói chung thì với một chiếc loa di động, đây là một tính năng tương đối đáng giá và tiện lợi cho bạn trong quá trình sử dụng. Và đó gần như là toàn bộ về thiết kế con Bose Soundlink Mini 2 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thiết kế của con Revo Plus. Và khác hẳn với ngoại hình của con Soundlink Mini 2, các bạn có thể thấy rồi, con Revo Plus này được làm theo kiểu hình trụ đứng và nó là một loa 360, tức là phát ra tất cả các hướng, còn con này chỉ có hai hướng trước và sau mà thôi. Như các bạn thấy đây rồi thì cái phần ngoại hình của nó, chất liệu sử dụng của nó vẫn giống như con Soundlink Mini 2, đó là sử dụng một cái chất liệu kim loại nhám bằng nhôm, nhìn nó rất là đẹp và cao cấp, sờ vào thì cũng giống như con kia, rất là đầm tay chắc chắn và có gì đó các bạn cảm giác là thấy đắt tiền rồi. Và một điểm khác biệt với cả những cái mẫu loa khác của Bose, đó chính là đây là một trong số những mẫu hiếm hoi mà có cái tay xách như thế này, để các bạn có thể mang đi dễ dàng hơn này, xách đi tiệc hoặc là cầm quẩy trên tay nó đỡ bị mỏi, hoặc là để trên vai như nào đấy, rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Và nó cũng là một điểm đặc biệt mà nổi bật ở trên sản phẩm này. Phiên bản thường của nó có mức giá thấp hơn khoảng độ 2 triệu, hình như là 2 triệu hay 1 triệu gì đấy, thì sẽ không có phần quai sách này, chỉ có phiên bản Revo Plus thì mới có cái quai sách này mà thôi. Và quay lại phần chất liệu thì cũng giống như sản phẩm kia chúng ta nói rồi, tất cả là bằng kim loại, chỉ có rất ít những cái phần cần là bằng nhựa và cao su thì nó mới là nhựa mà thôi, còn đâu là toàn bằng kim loại hết, ngay từ khung hay là vỏ cực kỳ cao cấp như mình nói rồi. Và đến phần nút thì nó cũng rất giống với con Soundlink Mini 2, đó chính là nó bao gồm các nút này, nút bật tắt nguồn này, tăng giảm âm thanh này, rồi thì một nút kết nối Bluetooth này và một nút gọi là đa chức năng. Tuy nhiên con này sẽ có thêm một nút nữa, đó chính là cái nút có thể chuyển qua lại giữa các kiểu kết nối khác nhau. Lý do tại sao lại như vậy? Con này nó có
3 kiểu kết nối. Thứ nhất là kiểu Bluetooth, không nói em gì rồi nhá. Thứ hai là kiểu jack 3.5 thông qua cái cổng ở gần đáy. Và thứ ba là kết nối thông qua kết nối USB. Kết nối USB là như thế nào? Đó chính là nó sẽ vẫn dùng cái dây sạc thông qua cổng micro USB như thế này. Nhưng khi các bạn cắm cái dây đó thẳng vào máy tính thì âm thanh sẽ được truyền đến cái loa này luôn. Và nó như là một cái dây để kết nối truyền dữ liệu luôn, đồng thời với sạc luôn. Chính vì vậy thì các bạn có thể biến chiếc loa này trở thành một chiếc loa sử dụng cho máy tính để bàn như mình đang dùng ở nhà bây giờ, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì nói về sạc, phần dưới đáy chúng ta vẫn có cái phần gọi là để các bạn có thể sạc thông qua dock sạc. Tuy nhiên thì con này sẽ không tặng kèm cái dock mà các bạn sẽ phải mua rời, không giống như con Soundlink Mini 2 này. Và đó coi như là toàn bộ về những cái điểm khác biệt về thiết kế cũng như là kết nối của con này. Nói chung với các bạn thì nó tương đối giống nhau ở cái chất lượng hoàn thiện, nhưng kiểu giá thì rõ ràng các bạn thấy rồi, nó khác nhau một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói đến phần tính năng và những đặc điểm nổi bật chính của cái sản phẩm loa này. Tất nhiên với một sản phẩm với mức giá cao hơn là cái mức giá là khoảng tầm hơn 8 triệu thì con này có cái tính năng nhiều hơn. Đầu tiên cái đặc điểm nổi bật của nó phải nói đến khác biệt hẳn so với con Soundlink Mini 2, đó chính là cái khả năng chống nước của nó. Cái chuẩn của chống nước của nó chỉ là IPX4 mà thôi, tức là chỉ chống nước bắn vào nhẹ nhàng mà thôi, chứ không có khả năng gọi là nhúng vào và ngâm trong đấy được. Thế nên các bạn cần phải lưu ý, con này thì không có rồi, Soundlink Mini 2 sẽ không có, chỉ có con Soundlink Revo Plus có khả năng đấy mà thôi. Cái đặc điểm tiếp theo là chúng ta đã nói rồi, đó chính là cái khả năng phát âm thanh ra 360 độ xung quanh. Tức là các bạn nghe hướng nào, trước, sau, trái, phải, âm lượng đều như nhau. Khác với con Soundlink Mini 2 là nó chỉ có trước và sau mà thôi. Đó là cái điểm khác biệt về tính năng thứ hai. Và cái thứ ba chúng ta phải nói đến cái điểm khác biệt rõ ràng nhất mà các bạn cần phải lưu ý, đó chính là con Revo Plus thì có khả năng kết nối với ứng dụng Bose Connect. Con này thì không hề kết nối với ứng dụng, các bạn phải nhớ như vậy trước khi chọn mua nhá. Vậy thì với việc mà kết nối được với ứng dụng Bose Connect thì nó sẽ mang lại chúng ta nhiều lợi thế gì? Tí nữa chúng ta sẽ nói về phần ứng dụng sau, nhưng mình sẽ nói sơ qua một chút. Đó chính là nó có thể kết hợp với cả một chiếc loa Revo Plus khác hoặc là Revo thường khác, tạo thành một cái dàn loa, tạo thành một cái bộ loa bao gồm hai loa khác nhau cùng nhau phát một bản nhạc ở cùng một âm lượng, và nó tạo thành một cái hệ thống phát âm thanh cực kỳ là đã, nếu như các bạn sử dụng vào trong những buổi tiệc hay là những buổi liên hoan hay là cái gì đó, tạo ra cho các bạn một cái hệ thống âm thanh với âm lượng lớn và bất kỳ ở vị trí nào người đứng ở trong căn phòng cũng có thể nghe được. Đó là cái điểm hay của con này. Cái điểm cuối cùng ở mặt tính năng mà chúng ta phải nói đến trên hai con này, đó là một cái điểm chung, chính là hai con này đều có thể, các bạn đều có thể sử dụng để nghe đàm thoại được. Ví dụ như thế này, chẳng hạn có người, các bạn đang phát nhạc nhá, chẳng hạn có người gọi đến này, thì các bạn chỉ cần bấm nút ở trên loa là lập tức loa này sẽ trở thành như là một cái điện thoại để các bạn sử dụng. Các bạn nói trực tiếp vào và mic ở trên loa sẽ thu âm vào, và âm thanh người gọi sẽ phát ra từ loa luôn. Đó là tiện lợi cho các bạn chơi nhạc đang không rảnh tay cầm điện thoại thì có thể như thế và sử dụng rất là dễ dàng. Về cái thời lượng pin thì con Revo Plus này cho cái thời lượng pin nhà sản xuất công bố lên tới 16 tiếng. Còn con Soundlink Mini 2 này chỉ có thời lượng pin lên tới là 10 tiếng mà thôi. Thì các bạn cứ trừ hao độ khoảng tầm 2-3 tiếng thì nói chung là đây vẫn là một cái thời lượng pin có thể chấp nhận được ở trên hai sản phẩm này. Và các bạn có lẽ sẽ có thể quẩy một cái bữa tiệc rất là lâu mà không cần phải lo về cái việc là hết pin. Và đặc biệt với cả hai con thì các bạn hoàn toàn có thể vừa cắm vừa chơi nhạc được, đó không phải vấn đề. Và cái điểm tiếp theo chúng ta phải nói đến đó chính là khả năng kết nối thông qua ứng dụng. Thì cái này chỉ có trên con Revo Plus mà thôi, nên mình sẽ show cho các bạn riêng con đó. Ok, và đây sẽ là lúc mà các bạn sử dụng để kết nối sản phẩm này. Để bật thì rất là đơn giản, cả hai sản phẩm đều giống nhau. Các bạn chỉ cần bấm một lần cái nút ở trên cùng là sẽ bắt đầu thông báo thời lượng pin các kiểu. Cái này thì mình đã bật Bluetooth lên và kết nối rồi. Và sau đó chúng ta sẽ vào được cái ứng dụng gọi là Bose Connect như thế này. Nó sẽ không phải là ứng dụng Bose Music mà các bạn sử dụng ở con Home Speaker. Đó, cái ứng dụng Bose Music là để sử dụng cho những thiết bị loa trong nhà, ví dụ như là Home Speaker 500, Home Speaker 300, v.v. Còn ứng dụng cho loa di động là ứng dụng Bose Connect. Đây sẽ là giao diện chính của chúng ta khi mà sử dụng với cả là cái sản phẩm này kết nối. Thì đây nó sẽ đang có phần update một chút, tuy nhiên mình sẽ không để update bởi vì đợi nó khá là lâu. Như này là chúng ta kết nối thành công rồi này. Và ở đây thì các bạn sẽ có một cái giao diện chính bao gồm cái phần tài khoản này. Nó sẽ cho các bạn một số cái có lẽ là cũng không cần phải quan tâm cho lắm với khi mà điều khiển ở cái sản phẩm này, đăng nhập rồi thì các kiểu. Tiếp đó là ở cái phần cài đặt như thế này, khi các bạn bấm vào thì sẽ hiện ra một số cái tùy chọn sản phẩm này, như là đặt tên cho con này này, đặt tên khi các bạn kết nối này, rồi thì loại kết nối ở đang kết nối sản phẩm nào, như mình là Galaxy Note 9 này, rồi thì một số chế độ khác, cái khả năng tự động tắt sau bao nhiêu phút này, 3 tiếng, 1 tiếng hoặc là 20 phút này. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có một số tùy chọn khác. Nhưng cái nổi bật có lẽ chúng ta phải nói đến là cái Party Mode. Cái Party Mode này thì khi các bạn sẽ kết nối được hai chiếc Soundlink Revo với nhau, hai chiếc giống nhau hoặc là hình như với cả con Revo thường với Revo Plus cũng được. Và với việc ở đây thì mình không có mẫu đấy, nhưng mà khi các bạn kết nối được hai cái loa với nhau thì như mình nói rồi là sẽ phát cùng bản nhạc, cùng âm lượng và v.v. Đó, các bạn chỉ cần bấm vào là kết nối được hai cái thôi, rất là đơn giản. Nếu như các bạn có thì sẽ kết nối rất là dễ. Quay trở lại với cái giao diện này thì vẫn là một cái nút để các bạn có thể quay lại được cái Party Mode
ở ngay đây. Và ngoài ra chúng ta không có gì quá đặc biệt, ứng dụng này nó tương đối đơn giản. Cuối cùng là một cái ở dưới là một cái phần khi các bạn bấm vào cái đoạn này là nó sẽ hiện ra một cái bản nhạc đang được phát, dù là YouTube hay là bất kỳ cái gì nó cũng hiện lên ở đây. Tuy nhiên một cái vấn đề của cái app này đó chính là hình như là chúng ta không thể nào có khả năng là thay đổi được EQ, tức là thay đổi được cái âm bass, âm chép, rồi thì một số cái mà các bạn sẽ bắt buộc phải nghe theo cái nhà sản xuất đã cố định cài đặt mặc định trên con này. Đây là một cái điểm mình thấy tương đối là thiếu sót ở trên app của sản phẩm này. Và đó là cái khả năng kết nối với ứng dụng của con Soundlink Reverb Plus này. Con Soundlink Mini 2 sẽ không kết nối với app, các bạn phải nhớ như vậy. Nếu như muốn dùng app và dùng với nhiều thiết bị khác thì nên chọn con Reverb Plus hoặc là Reverb thường. Và đó là về cái phần ứng dụng. Còn phần cuối cùng chúng ta phải nói đến, các bạn có lẽ đã mong chờ tương đối lâu rồi, chính là về hiệu năng chơi nhạc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử hai mẫu loa này thể hiện như thế nào với hai kiểu nhạc là nhạc với nhiều vocal này và nhạc với nhiều âm bass nhá. Sau đó thì mình sẽ đưa ra đánh giá của mình. Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ, mái tóc nhẹ rung trăm vần làn sóng, yêu ai anh đến cung đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo bao ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh bâng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Và như các bạn đã vừa nghe rồi thì để đánh giá về chất lượng âm thanh của hai cái chiếc loa này thì nó gần như là có cái sự khác biệt tương đối lớn. Đầu tiên để nói về chiếc loa Soundlink Mini 2 này thì với khả năng gọi là phát nhạc theo hướng, cái âm thanh của nó sẽ đem lại cho các bạn một âm thanh chi tiết hơn và rõ ràng trong trẻo hơn. Khi các bạn nghe những cái bản nhạc mà nhiều vocal hay nhiều nhạc cụ, cái âm thanh nó đem lại nó sẽ chi tiết hơn và các bạn cảm nhận rõ được cái độ hay của nhạc cụ, rồi thì cái âm của ca sĩ, tiếng hát của ca sĩ như thế nào rất là hay hơn khi các bạn nghe cái sản phẩm này. Còn với cái sản phẩm Reverb Plus thì cái đặc điểm của nó là nó có thể phát âm thanh đa hướng, nhưng với cái việc phát âm thanh đa hướng như vậy thì cái âm thanh của nó sẽ bị hơi loãng một chút và nó sẽ không chi tiết bằng cái con Soundlink Mini 2 này. Nhưng bù lại thì như mình nói rồi là các bạn nghe bất kỳ hướng nào âm lượng nó như nhau. Và âm lượng với cái kích cỡ lớn như này thì nó công suất lớn hơn thì cái âm lượng nó phát ra sẽ lớn hơn. Và đặc biệt nữa là cái âm bass con này sẽ khỏe chắc và nghe nó đã hơn là con Soundlink Mini 2. Đó là những điểm khác nhau của hai con này ở trong cái phần âm thanh mà như các bạn nghe đã thấy rồi. Thì tất cả những cái điểm khác nhau, rồi thì những cái thiết kế, rồi thì ngoại hình các kiểu, nó tập trung lại hướng tới hai kiểu mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta sẽ trên hai sản phẩm này. Đầu tiên thì nó vẫn là hai chiếc loa di động nên nhu cầu các bạn chắc chắn sẽ làm di chuyển, mang đi đâu đó để nghe, mang đi đây đó đi du lịch các kiểu rồi. Nhưng cái con Reverb Plus này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó như là mẫu loa máy tính hoặc là mẫu loa trong nhà, với khả năng kết nối chuyển dữ liệu thông qua dây USB này, hoặc là phát âm thanh ở đa hướng, tất cả các vị trí trong phòng đều nghe thấy được. Và kèm với đó là khả năng kết nối với cả một chiếc loa giống như vậy nữa để tạo thành một cái dàn âm thanh hai loa hoặc là nhiều loa hơn. Đó chính là cái mục đích sử dụng khác nhau của cái mẫu này.
hai sản phẩm này đều là loa di động. Tuy nhiên thì với Revo Plus các bạn hoàn toàn có thể sử dụng như là mẫu loa cho gia đình hoặc là loa sử dụng trong văn phòng. Và cuối cùng để tổng kết lại thì các bạn xem video đã thấy được cái ưu nhược điểm của từng con loa rồi. Soundlink Mini 2 giá rẻ hơn, ít tính năng hơn một chút, tặng kèm lock sạc không có áp, âm thanh cho rõ ràng sắc nét hơn, âm lượng nhỏ hơn nhưng bass không mạnh bằng con kia. Nhưng con sao Revo Plus thì cho cái thời lượng pin lâu hơn, kết nối với máy tính thông qua JSP được này, có khả năng kết nối với ứng dụng, kết nối nhiều loa một lúc phát cùng bản nhạc, âm thanh cho nhiều bass phê hơn, rồi thì âm lượng lớn hơn. Đó là những cái điểm lợi thế hơn của hai cái dòng loa như thế này. Và để khuyên các bạn mua con nào cho hợp lý thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng cũng như là cái số tiền mà các bạn sẵn sàng bỏ ra cho hai sản phẩm này. Nếu như các bạn vẫn thích con Revo Plus nhưng mà chưa có đủ cái phần khả năng tài chính để chi trả cho nó thì có thể mua phiên bản Revo thường, hiện tại cũng đang bán tại Thiên Vũ Audio, mức giá hình như khoảng tầm 6 triệu hơn mà thôi. Đó, nếu như các bạn mua hai sản phẩm này thì đừng quên truy cập vào website của Thiên Vũ Audio hoặc là đường link mình để trong phần mô tả. Và hãy bấm like, share video này nếu như các bạn thấy nó hay và đăng ký kênh Thiên Vũ Audio nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.